Tin thể thao, chiều nay trên sân vận động của thị xã Cửa Lò, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Nghệ An và Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò tổ chức đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá học sinh sinh viên các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Cúp Truyền hình Nghệ An HUDA lần thứ 12 năm 2014. Tới dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, thị xã Cửa Lò, Hội Nhà báo tỉnh và đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Huế, nhà tài trợ chính của giải đấu. Đây là năm thứ 12, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Nghệ An, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò tổ chức giải bóng đá truyền thống này. Tham dự giải năm nay có 8 đội bóng đến từ các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các đội chia thành 2 bảng. Giải đấu năm nay có khá nhiều đội bóng từng tham gia liên tục và đạt thành tích cao tại hầu hết các mùa giải vừa qua như Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, Cao đẳng Giao thông Vận tải Miền Trung. Bên cạnh đó, các đội bóng còn lại cũng đã có sự chuẩn bị rất chu đáo để đến với giải năm nay. Năm nay, giải bóng đá sinh viên Cúp NTV HUDA lần đầu tiên được tổ chức tại thị xã du lịch biển Cửa Lò. Đây được xem là hoạt động thiết thực để chào mừng 20 năm ngày thành lập thị xã và đón chào mùa du lịch biển 2014. Đồng thời góp phần cổ vũ phong trào thể thao cho học sinh sinh viên của trường đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của giải nhằm tạo sân chơi sôi nổi, tinh thần rèn luyện thể thao, tình đoàn kết trong khối học sinh sinh viên. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân và trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc. Kết quả, đội Đại học Công nghệ Vạn Xuân đã giành thắng lợi với tỷ số 1-0. Trước đó đã diễn ra các trận đấu sớm gồm Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thắng đội Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Việt Đức 2-1, Đại học Vinh thắng Trung cấp Kỹ thuật Việt Anh 3-0 và Cao đẳng Giao thông Vận tải Miền Trung thắng Đại học Kinh tế Nghệ An với tỷ số 1-0.